Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và tôi là Kiều Anh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong clip hôm nay. Vâng, hôm nay trong clip này thì tôi sẽ giới thiệu tới quý vị kỹ hơn về táo đỏ sấy khô Hàn Quốc trong việc là giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Như quý vị đã biết thì suy giảm miễn dịch là khi cơ thể giảm hay hoàn toàn không có khả năng đề kháng với sự tấn công của các tác nhân vi trùng từ bên ngoài. Từ đó cơ thể rất dễ nhiễm trùng với mức độ nặng nề hơn người bình thường, hay thậm chí là còn ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Nhiều người thì chọn cách sử dụng các loại thuốc hay bổ sung nhiều thực phẩm kết hợp với việc luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên thì một cách khá là dễ dàng được nhiều người sử dụng hiện nay, đó chính là việc sử dụng táo đỏ sấy khô Hàn Quốc. Nếu như quý vị đang thắc mắc vì sao táo đỏ sấy khô Hàn Quốc lại có công dụng tăng cường hệ miễn dịch thì chính là vì trong táo đỏ có chứa rất nhiều vitamin B. Loại vitamin này thì rất cần thiết cho sự hoạt động của tất cả các mô, tế bào hay tất cả các cơ quan, giúp tim, hệ thống miễn dịch, não cũng như là tâm trạng của chúng ta khỏe mạnh hơn. Táo đỏ sấy khô Hàn Quốc còn được coi là một vị thuốc quý để làm tăng sức đề kháng của cơ thể đối với bức xạ và tăng lực cho cơ thể. Bên cạnh việc tăng cường miễn dịch cho cơ thể, thì táo đỏ sấy khô Hàn Quốc còn có nhiều tác dụng khác như là an thần, ổn định thần kinh, tăng cường trí nhớ và khả năng miễn dịch. Ngoài ra thì táo đỏ sấy khô Hàn Quốc còn có thể là hỗ trợ điều trị một số bệnh như là gút, viêm khớp, ngăn cản sự hình thành axit uric hay là phòng ngừa các bệnh về dạ dày, chữa chứng viêm dạ dày mãn tính, đau đầu và tiêu hóa. Và trong táo đỏ Hàn Quốc thì còn chứa axit chlorogenic, còn có tác dụng thúc đẩy loại bỏ axit oxalic ra khỏi cơ thể và bình thường hóa hoạt động của gan, dạ dày, ruột cũng như tuyến tiêu hóa. thậm chí là còn ngăn ngừa chứng táo bón hay là bổ sung chất sắt và chất sắt thì là một trong những chất rất có lợi cho phụ nữ mang thai. Táo đỏ sấy khô Hàn Quốc thì chứa rất nhiều dưỡng chất uh, giúp ngăn ngừa các bệnh về sức khỏe như là ung thư, tim hay là đục thủy tinh thể. Đặc biệt nhất là chất chống oxy hóa trong táo đỏ sấy khô Hàn Quốc nhiều gấp 2 lần những loại hoa quả còn tươi. Đồng thời còn cung cấp chất khoáng, vitamin và các loại enzyme có lợi cho cơ thể. Nếu như quý vị còn đang băn khoăn chưa biết mua táo đỏ sấy khô Hàn Quốc ở đâu để có thể là an tâm sử dụng thì hãy lập tức liên hệ với hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 0904363985 để được tư vấn miễn phí về các sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích về công dụng của táo đỏ sấy khô Hàn Quốc trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những clip lần sau.